How are you today? Thank you. How are you today? I'm fine, thanks. Okay. Rồi, về hôm trước mình kiểu kiểm tra bài đúng không? Nhưng mà kết quả nó không được quá tốt lắm, cho nên là mình vẫn phải ôn lại bài cho cô nhé. Mà nó không biết à. Dạo này đúng rồi, có một số phần là nó không nằm trong cái chương trình của chúng ta, thì phần những phần đấy là cô đã trừ ra cho con rồi. Cô đã trừ ra cho con rồi nha. Nhưng mà cho dù trừ ra nhưng mà lần này nó lại không tốt bằng những lần trước. Nghe không nha? Cho nên là mình phải ôn nhiều hơn nè. Và cái thứ hai nữa này, Bông, dạo này bài tập không thấy gửi cho cô nữa. Sao đấy? Sao bữa nay không thấy gửi bài tập gì cho cô hết? Con đâu biết bật bài tập. Con đâu biết bật bài tập để làm đâu. Mẹ biết chứ con đâu có biết đâu. À, vậy thì con hỏi mẹ nhá. Con hỏi mẹ cho cô nha. Rồi. Có một số bài đằng sau đây này. Bài về bài số 2 của chương cake với bài những cái bài tô màu luôn, gửi cho cô xem ha. Rồi, đây, hôm nay chúng ta sẽ được đi du lịch. Du lịch. Hết đến hè thì đi đâu cho mát đây. Mình sẽ beach. Đến beach. Phát âm lại nào. Beach. Yes, là ở đâu đấy? Biển cả. Phát rồi. Chỗ này lưu ý cho cô, beach là bãi biển nhá. Còn này kia biển cả. Nào, write down. Biển cả là kia. Write down. It is 10 titles. Belly, con sẽ ghi tên đề, con không ghi tên đó đâu. Fit, beat. Can you spell it? B. B. B-E-A-C-H. Yeah, beach. Good. Bye, y'all. Come on. Finish. Please. Go. Finish. Let's go. Bây giờ let's go. Là đi nè. Rồi, con sẽ không chạy. Yeah, vocabulary. Ooh, đi biển. Đầu tiên phải chuẩn bị gì? À, phải chuẩn bị đồ. Đồ này dùng làm gì nhỉ? Bơi, chính xác. Rồi, tiếp theo là mình sẽ đi đâu đây? Những cái phần bơi. Này để chơi đây. Ừ. Đi bơi phần biển này và mình có thể chơi gì nữa nhỉ? Chơi xúc cát. À, đúng rồi, mình chơi xúc cát. Xúc cát để làm gì cơ? Nhìn xem. Làm lâu đài gì? Làm lâu đài cát ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi chụp vấn từng một nha. Swimsuit. Swimsuit. À, đầu tiên là từ swim. Swimsuit. 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 Swim. Nè, âm âm. Swimsuit. Swim. Swim. Suit. Không cần gom lưỡi đâu. Suit. Không phải chờ âm tờ cuối nào. Suit. No. Suit. Âm tờ. Đó là âm tờ nha các bạn. Suit. Đúng rồi. Swim. Nói vào. Swimsuit. Rồi nói là tôi đang mặc đồ bơi thì nói sao nhỉ? Tôi đang mặc đồ bơi. Tôi đang mặc là gì nhỉ? I am wearing swimsuit. Good. Đúng rồi. I am wearing swimsuit. Now, spell it and write out, please. W-E-I-I. I-M-S-U-I-T. Enjoy your mission.
Finished. Yeah, 19. Tao mới ghi chữ sáu có xong rồi. Finish. Rồi tiếp theo đến với từ tiếp theo. Rồi đây là những ra biển thì đây là mình thấy những cái như này gọi là những con gì nhỉ? Ra biển thì có gì? Ra biển là có sao biển, cá biển, sóng. Sóng. Cái đó là sóng. Đúng rồi. Sóng nó bay vi vi vào bờ. Cho nên mình sẽ có từ wave. Nghe nha. Wave. 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 Oh, phát âm đúng luôn rồi. Wave. Âm vờ cuối đấy. Wave. Now, say it and write down. W-A-V-E. Enjoy cho mít chuyện. Đây. Thẻ con sẽ đi biển. Thích thế. Lâu lắm rồi con mới đi biển. Không, con ghi nhỏ con đòi mẹ thì mới được đi biển. Con đòi mẹ. Enjoy cha mít chiên finish. Cô finish từ lâu rồi. Và cuối cùng là lâu. Lâu đài cát nè. Sand castle. Nghe đi con. Ba âm đấy. Sand castle. Sand castle. Đúng rồi. Giỏi. Sand castle. Ok, spell it. Con đã tay nghe vào đi, đóng cửa vào nữa. Chờ con tí thế. Đóng cửa lại con. Yeah, spell it and write it out. Spell it. S-A-N-D-C-A-S-T-O-E. Enjoy cho mít chuyện. Sand castle. Nghe mày đã ư. Con nghe nghĩa luôn hả? Mày nói ư thì con ư luôn. Ok, vậy cô đợi con thêm một chút. Mình tập ghi cho quen. Mẹ nhà con phải tập ghi với mẹ được. Finish. Nghĩa luôn mà, nghĩa mà. Cả nghĩa nữa. Rất là dài nè. Sao cô thích nhanh vậy cô? Con chưa gì sẵn. Thế Finish. Quên đâu rồi. Ok, let's go. Rồi, giờ che nha. Che nha. Mong chung 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 quên luôn. Spring suit. Swim. Swim suit. Nè, tập từ trước nè. What is it? Yes, it's a swim suit. Yes. This one. Wave. 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 Yes, this one. And this one. Sand clay. No. Sand. Có chữ cờ nè. Sand castle. Castle. Yeah, sand castle. Sand castle. Yeah. Now let's go. Bây giờ sẽ chuyển đến phần che chữ.
Now, this one, tell me, what is it? Logo. Santa. Gì? Trời ơi, sắp được rồi. Sand castle. Yeah. And this one? Không phải ẻ đâu nha. This one, cái này mà. Ẻ như cô nói ẻ cái này gì? Mới có tính mà. Phải ẻ đâu? Cô quên. Cô nói ẻ nữa. No. Sorry. Cô nói ẻ spit an. What is it? Vase. No. Vase. Look at your book. Wave. Wave. And wave. This, what are you wearing? I am wearing a supreme suit. No. Suit. Yeah. Mình học bơi rồi mà, từ bơi mà, mình ghép chữ ơi vào thôi. Swimsuit. Ok, rồi khó hơn một chút. Lần này chúng ta sẽ chỉ được nhìn nghĩa thôi. Look at here. Lâu đài cát. Con đọc tiếng Anh, con đọc tiếng Việt. Con đọc tiếng Việt, con đọc tiếng Anh. Sun cap sold. And castle, yes. Sóng thì sao? Sóng. Wave. Wave and đồ bơi. Đồ bơi. Swing suit. No, not swing. Không phải swing. Swing suit. Yeah, swim. Swim. Swim suit. Swim suit. Ok, very good. Rồi, ổn nhá. Qua ba từ tiếp theo này. Đi biển rất là nắng, cho nên là mình phải bối. Rồi. Ô, thế còn cái này là cái gì? Cái gió. Ừ. Mình xem tự nhiên nó mọc ra ở giữa biển. Nó có một mảnh đất nhỏ nhỏ thôi. Mình gọi là con gì? Con biết rồi nè, mà con hơi quên tên. Con chỗ cái này trong phim mà không quên tên. Hòn. Hòn đảo. Đúng rồi. Và đi biển rất là sợ, nếu sóng to quá mình phải sử dụng gì? Bơi. Cái phao. Cái phao bơi. Ok, good. Nghe nha. Sun cream. Sun cream. Sun cream. Hai chữ nha. Sun cream. Sun cream. Đúng rồi, nghe âm từ số 2 này. Sun cream. Sun cream. 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 Giống như kem á. Ice cream. Nhớ không? Kem là ice cream. Đúng rồi. Còn cái này là mặt trời. Kem chống nắng. Đúng rồi. Kem chống nắng là kem. Có chữ nắng, có chữ kem rồi đó. Sunscreen. 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 Yeah. Now. Let's go. Spell it and write down. U-N-C-R-S-A-N. Enjoy jumping gym. C-R-G again. Lại đoạn đó nào. Con nghe không rõ, bị mất tín hiệu. S-U-N-C-R-E-A-N. Yes. Enjoy jumping gym. Sun. Sun. Cream. Cream. Mẹ có nạp tiền em mà đang hình mình. Chưa đây mà. Cho cái cổ. Con cắm sạc đi. Coi chừng nó chưa vào á. Rồi. Sạc vì con chưa cắm chặt lắm. Đấy. Thấy chưa? Nó có lý do hết. Có lý do biết tiền hết. Ờ.
có liên quan gì? Mấy cái từ để con cũng cắm cắm á. Còn bây giờ khác chứ để uống nhất. Sun ice cream. Sunscreen. Yeah, sunscreen. Finished? Finished. Đã còn phần gì nữa. Rồi. Finish. Cái gì nghĩa? Ồ, chưa ghi nghĩa hả? Ghi chưa con? Finish là mấy. Island. Yeah. Island. Island. Được không? Island. Listen. No, no. Con đừng đọc bằng mắt. Con nghe bằng tai á. Island. Island. No. Island. Thailand. Không phải Thailand. Island. Island. Yes. Island. 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 The. Âm đờ của ấy. Island. Yeah. Island. 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 Âm đờ không phải âm chờ, sao lại thêm đờ không được? Island. 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 Island, nhẹ thôi. Island. Lại chờ rồi. Đó tự sửa âm quên. D, d, d. Island. D, nó là đờ nhẹ thôi. Island. 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 À, đọc vậy là sai, không được. Âm cuối là phải đọc đúng, không được. Nó âm nào cũng là âm mà. Island. 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 No. Island. Island. No. Mình mít thiệt có hay cái con có thêm. Con tự sửa nào. Island. Island. Yeah, đó đọc bình thường chứ sao mà cứ đọc đến lần 2 lần 3 là bị sao vậy? Nào không, đọc bình thường bình tĩnh đọc không giỡn. Trong lúc tập đọc là không giỡn, không gọi tên cô mất công lại nhầm. Island. Island. Yeah, đúng rồi. Vậy con nhưng con lại gọi tên đảo được không? Tại sao cô lại bảo là không, mình không đặt tên đảo. Tại sao cô lại bảo là con phải nghe? Tại vì con nhìn xem lúc đầu con đọc là E, đúng không? Bây giờ mặc dù nó có chữ E và chữ S, nhưng mà trong cái âm mình đọc là Island. Nó có chữ S nào không? Không có nha. Viết thì có, nhưng mà đọc thì không có. Được chưa? Island. Nào, spell it. Spell it. L-A-N-D. And write down Miss Hien. Miss nha, Miss nha. Miss Hien. Miss Hien. Còn hai tên chị Hien đạt dưới cô ấy. Ừ, chị. Rồi, mở khai bà chi. Finish. Finish. Còn đảo ghi chưa? Dạ. Đó. Finish. Giỏi quá ta. Yes, see. Nào, từ tiếp theo. Để phao nhá. Life preserver. Life preserver. Life.
Life. Life preserver. No. Preserver. Preserve. 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 Reserve. Reserve. Yes, preserver, pre là preserver là 3 cộng với life nữa là 4. Life preserver. Life reserver. Preper nó là per nha, không được quên chữ per. Pre. Pre. Server. 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 Âm z. Server. Yes. Preserver. 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 Good. Life preserver. Life preserver. Good. Now. Life preserver. L-I-F-E-P-E-S-E-R-V-A-R. And write down with you. E-R, yeah. Life preserver. Cái trời nhớ cái nghĩa luôn. Life preserver. Finish. Oh, nghĩa luôn. Đi rồi. Wow, bạn nói chán có thể ta. Now, let's go. À, từ, chưa chụp lại. Rồi, bây giờ mình sẽ tập bằng cách trang hình tiếp nhé. Cái này nó khó hơn. Ừ. Nào đọc chữ trước nè. Cô chơi chè kì lá. Chữ nó. Sun cream. Yeah. This one. Add. À, âm cuối đâu rồi? Add. Island. Island. Yes. And this one. Life preserver. Chưa right. Thiếu một. À, life preserver. Âm hai nhé. Life preserver. Preserver. Reserver. Zer. Cong lưỡi lên một xíu. Đọc là chữ không phải là zer mà là zer. Zer. Không phải rơ đâu con. Zer. Zer. Life preserver. Okay. Bây giờ đến lượt che tiếp nào. Bây giờ cô làm khó hơn ha. Bây giờ cô che luôn chữ. Nào, kem chống nắng. Cái lá luôn đi cô. Không thích. Không, con che cái lá cơ. Không thích. Đồ gì vậy? Nào, kem chống nắng. Kem chống nắng. Sun cream. Ừ, sun cream. Hòn đảo. Hòn đảo. Lind. Ừ? Island. Chưa đúng. Island. Chưa đúng luôn, không có chữ S nào cả. Yeah. Và là nhấn âm 1. Âm 1. Island. Sao lại đọc âm 2, âm 1 mà. Đọc lên phát rồi xuống luôn. Island. Đọc xuống nha. Island. Chứ không có lên xuống, lên lại island. Như cũng rồi chưa. Island. Ok. Island. Rồi. Phao cứu sinh. Phao cứu sinh. Life. I prefer. No.
Life. Cái đầu tiên là từ cuộc sống là life. 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 Reserve. Đúng rồi. Tự nhầm lại lần nữa nào. Life. Life reserve. Preserve. Reserve. Yes, life preserve. Life preserve. Good. Rồi bây giờ tiếp mục che để hình. Cái cây. Rồi bây giờ có che hình. À che chữ. Trời ơi, nâu thế. Là nhau. Nhanh nào để còn làm bài tập đó. What is it? This is sun cream. Oh, sun cream. What is it? Đổi vị trí ấy. What is it? Is five preserve. No. Five preserve. Again, tự nhiên bị mất tiếng. Yeah. Life preserver. Yes, life preserver. And the last one. And in London. No, no. In... Chữ Y đọc là gì? Chữ Y trong tiếng Anh đọc là gì? À. Ai? Hạ giọng xuống, hạ giọng xuống. Hạ xuống nữa. Ai? Lật. Không phải island, lên là có lên rồi. Không phải xuống nha cô. Island. Sắc rồi Huyền. Island. Island. Đúng rồi, phải là island. Còn nếu mà island là lên rồi đúng không? Là bị sai đúng không? Ok, island. Nào, không được đọc thế là nó sai mị mãi luôn á. Island. 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 Yes, island. Now, okay, let's go. Ready. Ready to go. Ready to go. Được. Câu này thì hôm nay dễ thôi. What is that? Cái gì đó? Thôi, bình thường là mình hay hỏi, cô hỏi con là cái cấu trúc là what is this, đúng không? Đúng không? Cô hỏi là what is this? What is this, đúng không? Thì lưu ý cho cô này. What is this? Con vẫn trả lời bằng this y như bình thường nhé. Nhưng mà lưu ý ở chỗ này là cô đang hỏi đồ vật ở gần. Đó, thì cô sẽ dùng this y. Còn đối với trường hợp mà what is that thì nghĩa là nó ở xa hơn. Mình dùng what is that, được chưa? Nào, bây giờ ví dụ nhé. Bây giờ cô thấy, nhìn cái đa câu ví dụ người ta cho mình gì? What is that? What is that? That's just in a sand. What's in a sand candle? No, again, not this one. Lại quên rồi. Candle. Candle là cái nến. What's in a can? Castle. 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 What is a castle? Sand castle. Sand castle. À, lại castle. No, nhé, cô cho học lại nhá. Sand what castle. Sand castle. Yes, đó là một cái gì? Sand castle là cái gì? Sand castle là lâu đài cát. Đúng rồi. Ơ phải. Trời ơi nhìn thế thì nó làm gì? Chứ nhìn nghĩa. Không cho. Sand castle. Cô đâu cần nhìn luôn. Bây giờ cô không muốn nhìn. Không tiếng Anh mà nhưng có biết viết chữ. Bây giờ cô nói đó là một ngọn sóng thì cô trả lời sao? What is that? Yes, e a wave. À, wave. Okay, good. Rồi, ổn đấy. Nào, thích cái gì? Ơ? Nó chạy. Cho nên chọn hình gì đây? Thôi, hình đúng những cơ luôn mà hình to hơn thì chỗ.
Ngọn sóng phơi phơi, sun day sun sun cream. Finish. Ồ, nhanh quá. Finished. Now, number one. What is that? Nghèo, what's that? That is a swimsuit. Ah, good. That is a swimsuit. Number two. What is that? That is a Life rivers. Thiếu. Ba âm, bốn âm mà. Again. Preserve. Tại đang đọc đúng mà. Nào. Tổng, con tự đếm đi. Con tự đếm sao cho cái chữ đấy nó có đủ bốn. Bốn bốn âm. Life gì? Life, please. Free. Đó, nào ra, không ra, không ra. Life. River. Không phải chữ R mà, chữ gì, con nói là chữ gì, chữ Z mà, đúng không? Life. Lại nào, tự lại nào. Cái con sửa. Life. Just drive. Nhìn chữ, nhìn chữ, nhìn chung vỡ đi. Nè, hơn nhìn đây nè. Cái đọc là gì? Ferry. Con đã khoanh từng cái. Nhìn đây. Từ này đọc là lại. Rồi. Chữ này đọc là gì? Đọc là gì? Free. Chữ S này đọc thành chữ Z thì đọc thành gì? Z. Đúng rồi. Thế còn cái này là gì? Đi. Ơ, hai cái âm này đúng nhau, R, R đều được là ơ hết. V, R, V, rồi, tự lại, tự ghép. Live preserve. Thấy chưa, thế nào không? Live preserve, vị trí hiện tại. Vừa đọc sau lại sai rồi, không biết đọc lại. Live preserve. Ừ, con đọc lại cho con thêm 5 lần nữa. Đọc chậm thôi, cô không cần đọc nhanh. Nãy con cứ bị líu lưỡi, con đọc sai á. Con đọc lại nữa, lần nữa nè. Life, again. Life preserve. Đó, rồi nhắm mắt lại đọc để xem mình còn nhớ không. Bây giờ che nhá. What is it? Ah, what's that? Bây giờ đọc vào trong câu luôn nè. What's that? Yes, từ cái câu này chị. What's that? Lie. That. Just. That just is. Lie. That is a life preserver. Ah, good. Okay, rồi đó. Life preserver. Number three. What's that? Nói gì á, không nghe. Hỏi. Không nghe. Chưa hỏi. What's that? Cô hỏi rồi mà. Yes, con đọc nhẹ. What's that? That is a wave. That is a wave. Good. Wave. And number four. What's that? Cable. Lại nữa rồi. San. San. Ca. Castle. À, castle. Gần đúng, chưa được. Cato. Chữ S ở giữa. Santos. Chữ S ở giữa cat gì? San Castle. Castle.
So, so. Phải âm nó luôn chứ. Castle, castle. Castle, castle. Then castle. Castle, castle. Lại lần nữa, lại lần nữa. Cho đúng thì thôi. Cái gì? Cái gì? Can không có. Sand castle. That's a sand castle. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Sand castle. Nhìn hình nha, không nhìn chữ nữa nha. Sand. Sand castle. Yes, đừng sai nữa nhá. Thế còn cái này là gì? Cái này á? Ừ. Fried. Đó. Sai rồi, sai rồi. Live reserver. Tập chậm thôi để còn sai còn sửa kịp. Cuối cùng cái này, what is one? What is this? Sand castle. Oh, chính xác. This one. What is it? What is it? Cuối cùng number one. Cream suit. No, again. Swim suit. No, đó. Thế nào ạ? W là W, W. Đúng rồi, swim. Swim suit. No, swim. Swim. Swim, swim. Swim suit. Lại lần nữa, đập ngồi yên, con cứ ngửa ra ngửa vô như này, cô nghe không rõ. Giữ nguyên khi con đầu là con giữ nguyên cái khoảng cách của mình với mic, con đừng có di chuyển là cô nghe không rõ đâu. Lại nè. Wing hả? À, wing ở đâu ra? Wing ở đâu ra? Từ không nghe được ta. Again. Green suit. Chữ sờ đầu tiên đâu rồi? Swim suit. Không có chữ r nào hết. Swim. Thấy chưa? Con tự thêm chữ r vào, con thấy không? Trong khi cô đâu có đâu. Con tự sửa cho con nào. Swim suit. Ok, rồi tạm ổn nhé. Tạm ổn nhưng cô biết chuyện. Bài số 2. Write the missing letter. Phần viết này. Come on. Nhưng à. Writing. Ngồi đấy chữ nó có tự chạy ra không? Có. Ê con nhỉ. Ô mà là chữ chạy ra đi thường cái đồ. Con chỉ chơi thôi con. Dạ. Mà chơi gì nhé cô? Giờ mà còn chưa viết xong thì làm sao mà kịp chơi. Sao toàn từ viết cái gì đấy chà. Không mình học. Ừ, tôi hát không chạy. E. L. Đánh vần tiếng Anh chứ. Sao lại đọc thế? Con không nhắm mắt. Cứ chơi. Bữa nay mà kệ là cô kệ luôn, là tự học luôn đấy, cô không dạy đâu đấy. Nói kệ đi. Nói kệ đi chả. Đúng trời sai đã. Trời ơi, sai hết cả trời. Chứ có hạch đúng. Cô chẳng như thế gì đâu. Miss
Hiền mít hiền mít hiền mít hiền mít hiền mít mít hiền. Cô là con mít hiền. Không có con nhiều mít hiền. Có nhiều hiền lắm. Hiền. Cờ A. S. S. S D L E viết xong hết mới kiểm tra một lần. Chứ không có viết một từ xong kiểm tra một từ rất là lâu. Con viết hết một lượt đi. Con viết hết xong rồi bắt đầu con kiểm tra là con kiểm tra lần nó cũng nhanh hơn. Hết. Nhau. Nhau, why you say nhau? Nhau, 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 nhau. Yes, 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 yes. Thế có đề đại. Thì đỡ bảo là cứ viết xong đi rồi mà cũng kiểm tra. Đúng không nè? Không có sợ sai lắm cô. Sợ sai thì đằng nào con biết sao con cũng kiểm tra thì con cũng sửa được mà, có sao đâu. Preserver là nghe ba âm là chắc chắn là nó phải còn dài hơn cái đấy chứ không thể ngắn như vậy được đâu. Preserver mỗi thứ nó sẽ có 3 đến 4 chữ. Preserver. Nghe âm cho kỹ. Pre, con nghĩ trong đầu đi, pre, per, nó phải có per này, có r, có y là có y rồi. Bây giờ the, ver, thì âm ơ của the và âm the của ver nó giống nhau, vậy là nó chỉ khác nhau mỗi cái chữ đầu thôi. Hai cái từ kia là còn 6 chữ nữa. Pre, the, ver.
finished. Mm-hmm. Now the first one. Island, good. Preserver, có thấy không? Đó. Chữ the và chữ ver. Đó. Nó chỉ nó đều giống nhau chữ er và nó chỉ khác nhau là chữ s và chữ v thế thôi. The ver. Yeah. Và cuối cùng là castle. Vậy thì mình cũng lưu ý cho cô ở đây là lâu đài cát. Thì chữ đầu tiên chữ sand mình học đây nè. Nghĩa là cát. Và từ thứ hai nghĩa là lâu. Lâu đài, nếu bỏ cái từ xe này đi thì đây là một cái lâu đài thật. Ok? Nhưng mình dùng chữ, nghĩa là mình phải bỏ cái chữ xe này đi thì cái từ castle này nghĩa là mình đà lâu đài thật. Nha. Lâu đài thật, không đâu có lâu đài thật kế. Ok, rồi để xem lâu đài nào thì mỗi ngày hôm sau chúng ta sẽ chơi trò chơi và học tiếp nhé. Goodbye. Bye Miss Chin. Goodbye Anh Thương, good night. Hay là con mới gửi một bức tranh đi, thôi được chơi luôn. Tí nữa có gửi chứ, bữa có gửi tranh test cô chưa? Còn chưa biết. À, hồi cô được. Gửi tranh test rồi đó. Bây giờ cô gửi tranh biển cho nhá. Cô gửi tranh cá cho nhá. Bye bye. Con mấy tranh ở đây. Ừ. Bữa cô gửi mấy bức rồi đó, tôi hết cho, cô cho thấy chụp lại khoe cô hết. Chào mẹ nha. Bye bye. Mình chuyển.